Vâng, chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với toán 6. Cái bài 42. Các số liệu về kênh đào Suez ở Ai Cập nối Địa Trung Hải và Hồng Hải được cho trong cái bảng này. Trong cái bảng 1, các cái số liệu năm 55 tăng hay giảm so với năm 1869, năm khánh thành kênh đào. Và nhờ cái đi qua cái kênh đào ấy, thì mỗi hành trình ở bảng 2 giảm bớt được bao nhiêu km nhìn vào bảng 1. Nhìn cái thì biết ngay, ví dụ như năm 1869 thì khi vừa mới đào xong kênh ấy, thì chiều rộng mặt kênh chỉ có 58 m. Đến năm 1955 thì tăng lên là 135 m. Vậy thì ở đây người ta hỏi là nhiều hay là ít, thì trả lời là nhiều thêm chứ. Tăng thêm hay giảm bớt? Tăng thêm. Rồi, chiều rộng đáy kênh trước có 22 m, sau lên 50 m. Độ sâu của kênh trước có 6 m, sau tăng thành 13 m. Và thời gian tàu qua kênh trước là 48 giờ, mất đi dài, mất 48 giờ. Thì bây giờ rút ngắn xuống chỉ còn có 14 giờ là đi qua được rồi. Thế thì họ hỏi là các số liệu thì có cái tăng, có cái giảm. Chiều rộng mặt kênh tăng, chiều rộng đáy kênh tăng, độ sâu của kênh tăng. Nhưng mà thời gian tàu đi qua kênh thì giảm, giảm xuống. Để thế thì tốt quá. Và còn ở cái bảng 2 thì nhờ đi tắt qua cái kênh đào này thì cái hành trình nó đi giảm bớt được bao nhiêu, nó đi đường thẳng như này, còn kia phải đi đường vòng, thì rõ ràng là phải trừ đi thôi. Ví dụ London, Bombay, nếu mà đi đường vòng qua mũi Hảo Vọng thì mất 17.400 cây, thế mà đi qua kênh đào Suez thì chỉ có mất 10.100 cây, thì giảm được là 7.300 cây. Đấy, 17.400 trừ đi 10.100 thì giảm được đó, hơn 7.000 cây, kinh chưa? Hơn 7.000 cây là một số tiền khổng lồ, đúng không? Rồi Marseille Bombay cũng vậy, nếu đi đường vòng qua mũi Hảo Vọng mất 16.000 cây, mà đi tắt chỉ mất có 7.400 cây. Đấy, 16.000 trừ đi 7.400 thì giảm được 8.600 cây. Trời ơi, tấn tiền đấy các bạn ạ. Và cái quãng đường Odessa Bombay đi vòng là mất 19.000 cây, mà đi thẳng này qua kênh đào Suez mất 6.800 cây, thì lấy 19.000 cây trừ đi 6.800. Cây này là km, tôi nói km đấy. Gì vậy? 19.000, chết, ấn nhầm. 19.000 trừ đi 6.800. Mình lại 68.000. Giảm bớt được 1.200, à 12.200. Các bạn tưởng tượng nhé, từ miền Bắc vào miền Nam á, từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh của nước mình ấy, mới có hơn 1.000 cây. Mà đây nó tiết kiệm được 12.000 cây. Là gấp 12 lần chiều dài đất nước của mình nhé. Nó rẻ, kinh khủng rẻ luôn, cái kênh đào này. Đỡ đi bao nhiêu. Rồi bài 43. Như vậy, cái bài trên thì trả lời bảng 1 là gì? Chiều rộng mặt kênh tăng lên, chiều rộng đáy kênh tăng lên, độ sâu của kênh tăng lên, thời gian tàu qua kênh giảm bớt đi. Và hành trình ở bảng 2, hành trình London Bombay bớt được số km là 17.400 trừ đi 10.100 bằng hành trình Marseille Bombay bớt được số km là vân vân. Đấy nha, cứ thế mà làm. 43. Tính khối lượng của quả bí ở hình 18 khi cân thăng bằng. Cân thăng bằng thì hai bên bằng nhau, thì ở bên này là 1 cân
500 gram, 500 gram là bằng nửa cân đấy. Thì ở bên này cân rưỡi, bên này quả bí bên này cộng thêm 100, quả bí cộng thêm 100 thì bên này tổng bên này là 1.500. Thế đổi về cùng đơn vị đi, đổi về cùng đơn vị thì ở bên phải là 1 kg đổi thành 1.000 gram, cộng với 500 gram nữa thì ở bên phải là 1.500 gram. Thì hai bên bằng nhau, thì bên này 1.500 thì bên này cũng phải là 1.500. Thế mà cái quả cân này 100 thì quả bí phải là 1.400. 1.400 cộng 100 thì 1.500. Vậy thì khối lượng của quả bí này là 1 cân 4, tức là 1,4 kg, 1.400 gram. Được chưa? Những bài này dễ, tôi không đi sâu vào. Về cái bài tìm x thì toàn bộ tìm x thì máy tính nó tìm. Thế còn lại thì mình tính tay để mà tính tay để lấy điểm trình bày thôi. Chứ còn máy nó làm hết. X chia cho 13 thì bằng 41. Hỏi x bằng bao nhiêu? Thì bây giờ trong một phép chia thì x là số bị chia, 13 là số chia và 41 là thương. Muốn tìm số bị chia thì lấy thương nhân số chia. Đấy là lý thuyết thôi. Còn thằng nào mà yếu yếu nó cứ lấy 8 chia cho 2 bằng 4. Thì có phải là 8 là vị trí của x đúng không? Thì 8 nó sẽ bằng 4 nhân 2. Vậy thì x nó bằng 41 nhân 13. Đấy nó bắt trước thế. X đứng ở đầu, 8 cũng đứng trước dấu chia ở đầu, 8 bằng 4 nhân 2, thế thì x bằng 13 nhân 41. Đó, chứ không cần phải tính chất của phép nhân, phép chia thì cho nó mệt người. 13 nhân 41 thì lấy máy nhân. 13 nhân 41 bằng 533. 533. Xong. Thế đấy là mình làm. Thế còn máy nó làm. Máy nó làm thì on đi. Chỉ có máy Casio đời cao cao. À không, Sipson thì hầu hết là Casio 570 ES, MS thì được. MS thì ai phải biết bấm cơ. Bây giờ tôi không hướng dẫn về MS nữa, bởi vì MS dần tuyệt chủng rồi. Thì xếp Alpha X đó, màu đỏ đi với màu đỏ. Alpha rồi đến x chia cho 13, alpha bằng đỏ đỏ trên này, 41, ấn phím shift, ấn solve ve đây này, đó, ấn dấu bằng to, đó thì x bằng 533. Cái này để mình kiểm tra xem mình làm đúng hay làm sai. Thì máy nó là đúng tuyệt đối rồi. Cho nên chả tội gì mà mình không tận dụng nhá. Cô nào, thầy nào cấm mặc kệ. Không ai cấm được hết. Cái này chúng ta phải tập từ lớp 6. Thì đến khi lớp 12 thì sử dụng máy tính nó mới thành thạo được. Còn nếu chúng ta dùng muộn, tay nó cứng, mắt nó kém rồi, không quen. 1428 với lại trong các máy nó có các tính năng khác nhau. Nói gì thì nói, anh cũng phải siêu thủ thì anh mới nhớ. Anh phải làm nhiều anh nhớ. Chứ bây giờ lên cấp 3 mới dạy xong rồi là chỗ nhớ, chỗ quên thì là mất thời gian. 1428 mà thi trắc nghiệm các bạn biết thời gian là vàng. 1428 chia cho x. Chia cho x. Bằng 14. Nói mỹ miều theo cái phép chia là gì? 1428 là số bị chia. X là số chia. 14 là thương. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia, chia cho thương. Còn nếu không á, thì mình lại vẫn như lúc nãy, 8 chia cho 2 bằng 4. Thì bây giờ x là ở vị trí sau dấu chia, trước dấu bằng là số 2. Thì 2 sẽ bằng 8 chia 4. Vậy thì x sẽ bằng 1428 chia cho 14. Đó, x sẽ bằng 1428
chia cho 14. Thì lấy máy bấm 1428 chia 14 bằng 102. Rồi lấy máy làm bấm 1428 chia alpha x alpha bằng màu đỏ bên trên 14 shift solve bằng x bằng 102. Đó là ý B. Thì trong môn toán đến khi thi đại học không có viết lách gì hết, toàn bấm máy hết. Cho nên thầy nào, cô nào mà yêu cầu chúng ta làm tự luận trình bày cẩn thận thì cũng tốt thôi. Nhưng đôi khi cũng là không tốt. Vì nếu chúng ta quen cái thói quen đó, cũng giống như tiểu học á, nắn nót, viết rất đẹp, nhưng mà viết cả buổi sáng mà được một cái mẫu chữ thì nó không đáp ứng được yêu cầu thực tế. Không giải quyết được việc gì. Cho nên là môn toán đòi hỏi tính nhẩm nhanh, sử dụng máy tính thành thạo nhanh, sử dụng máy laptop nhanh. Chứ không phải là chỉ có dùng máy tính bỏ túi đâu. Kể cả Google nhanh. Kỹ năng thời 4.0 rồi chúng ta không có. Rồi đến IC là 4x chia cho 17 bằng 0. Thì tìm 4x. 4x là số bị chia, 17 là số chia và 0 là thương. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Thì ta vẫn cái phép tính cứ thế mà làm. 8 này, 2 chấm cho mấy, cho 2 bằng 4. Thế bây giờ 4x giống ở vị trí số 8, vậy thì 8 sẽ bằng 2 nhân 4. Vậy thì chỗ này tập suy ra đi. Các thầy cô cứ xuống dòng tốn giấy khủng khiếp. Cái quyển vở viết được 3 cái chữ hết sư nữa rồi. Đấy là chả biết đẹp ở đâu chứ. Lãng phí tiền tỷ. Đẹp cái gì? Đẹp mà không đẹp. Tôi không thích mấy chữ đó. 4x bằng 0 nhân 17. 0 nhân cái gì cũng bằng 0. Lại phải viết 0 nhân 17 vào đây nữa. Mà biết thừa là 0 nhân 17 bằng 0 rồi. Nhưng nếu điền 0 thì cô lại bảo bấm máy tính. 4x bằng 0. 4 nhân với x bằng 0. Đó. Số mấy chữ mà không biết gì tức là phép nhân. 4 nhân x bằng 0. Thì trong một tích, tức là trong một phép nhân á, x là thừa số chưa biết, 4 là thừa số đã biết. Thì lấy tích chia thừa số, tìm thừa số chưa biết thì tích chia thừa số đã biết. Còn thằng nào yếu thì 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân 3 bằng 6. Đó. Thì x ở vị trí số 3, đúng không? Đằng trước dấu bằng, đằng sau dấu nhân. Thì 3 bằng 6 chia 2. Thì chỗ này suy ra x bằng 0 chia 4. 0 chia 4. Thì 0 chia 4 thì bằng 0 và x bằng 0 là xong cái ý C đó. Rồi làm bằng máy. Làm 4 alpha x chia 17 alpha bằng 0 shift solve bằng đó x bằng 0. Thì chúng ta cứ nhập y như trên giấy đó thôi. Bài tiếp theo. Mà xong hết ABC rồi, bỏ luôn. Bây giờ đến ID. 7x trừ 8 trừ 8 bằng 713.
thì từ đây á, tôi nghĩ là bỏ cái của lớp 6 đi. Dùng cái quy tắc chuyển vế đổi dấu. Bắt đầu ở đây học được rồi đấy. Chỗ này suy ra. Để chữ ở một bên, để số ở một bên. 7x là chữ, để 7x đấy. Bằng luôn, 713 vẫn ở bên này. Còn cái ông số 8 này, cái dấu đằng trước là dấu của nó là trừ 8 này. Nó đang ở bên trái này, đuổi nó sang bên phải. Thì chuyển vế đổi dấu, nó đang dấu trừ thành dấu cộng. Chứ không theo quy tắc kia nữa. Chuyển vế đổi dấu bắt đầu tập như thế. Thì suy ra được 7x bằng 713 cộng 8 là 721. Suy ra x bằng 7 chia 7 được 1. 21 chia 7 được 3. Rồi lấy máy kiểm tra lại. Bảy alpha x trừ đi 8 alpha bằng đỏ bên trên 713. Shift solve bằng trắng bằng đen bên dưới này 103 đó, yêu 103 đúng không? Rồi đến IE 8 x trừ 3 bằng 0. 8 nhân với x trừ 3 bằng 0. Thì cái chỗ này cũng là tích thôi. Cả cái x trừ 3 này là một cục này. Được coi là một thừa số này. Rồi chỗ 8 nhân với này. Đấy. Tức là 8 nhân với cái gì đó. Một cục tròn xe này. Không biết nó là cái gì hết. Bằng 0. Ý nó là như thế đấy. 8 nhân với cái gì đấy bằng 0. Thì mình nhớ đấy là 8 nhân 2 bằng 16. Vậy thì cái tròn tròn này giống ở vị trí số 2, đằng trước dấu bằng, đằng sau dấu nhân. Thì 2 bằng 16 chia cho 8. À, trong một tích thì thừa số chưa biết bằng tích chia thừa số đã biết á, thì suy ra chỗ này x trừ 3 bằng 0 chia 8. Suy ra 0 chia 8 bằng 0 nghĩa x trừ 3 bằng 0. Rồi chuyển vế đổi dấu cho nó quen đi. Thì còn nếu mà cô giáo có hỏi mà em dùng tính chất của phép trừ, thực ra sau này làm quen đi, x ở bên này để nguyên, dấu bằng 0 bên này vẫn để nguyên, đuổi cái thằng trừ 3 này sang thì thành cộng 3, chuyển vế đổi dấu 0 cộng với 3 bằng 3, suy ra x bằng 3. Là xong cái ý E, sau đó dùng làm bằng máy. 8 mở ngoặc alpha x trừ đi 3 đóng ngoặc alpha bằng đỏ bên trên 0 shift solve bằng đó x bằng 3. Đến ý G. Không chia x bằng 0. Không chia cho x bằng 0.
thì rõ ràng là với mọi số x thì không chia cho số nào cũng bằng 0 trừ chia số 0. Nếu mà không chia 0 thì không xác định, không biết là bằng bao nhiêu. Hỏi không chia 0 bằng bao nhiêu máy tính nó không biết. Không có ai biết hết. Đây ví dụ như là không có cái gì chia cho không ai hết thì được cái gì? Chịu. Không chia 0 máy tính nó sẽ bảo đấy, lỗi toán học. Bạn đi tiếp thì ấn cái mũi tên. Bạn hủy thì ấn AC đi tiếp. Đó. Không chia 0 là máy không có làm được. Chịu. Thế còn lại không chia cho một số nào nó cũng bằng 0, cho nên x thuộc, bởi vì lớp 6 mới học trường số tự nhiên, n sao, x là tập hợp tất cả các số, nhiều số không phải là một số. X ở đây là một tập hợp số, là một phần tử nằm trong tập hợp n sao, tức là bỏ số 0 đi. Là xong. 44. Bây giờ đến 45. Điền vào chỗ trống sao cho A bằng BQ cộng R. Thì cái này nó là phép chia thôi. Ví dụ như mình lấy 10 chia cho 3. Đây là phép chia có dư hoặc không dư. Được 3. 3, 3 là 9. Dư 1. Đúng không? Dư 1. Thì mình sẽ phải biết thế này. 10 bằng 3 nhân 3 dư 1 đúng không? Cộng 1. Bây giờ lấy trường hợp khác, 8 chia cho 3 được 2. 2 3 là 6, dư 2. Thì có nghĩa là sẽ viết 8 bằng 3 nhân 2 cộng với 2. Đó. Thế bây giờ quay trở lại cái bài của mình. Quay trở lại bài 45 thì 392 là số bị chia. 28 là số chia, Q là thương và R là dư. Hỏi là 392 chia 28. Thì nếu chia tay này, nếu chia tay là 3, còn tôi chỉ làm một con chia tay thôi, còn lại tôi sẽ chia máy hết. 392. Ôi giời. 392 i a 92 chia 28 chia 28. 392 ta chia 28 được mấy bây giờ? 39 chia cho là 28 được một nha, được một nha. Ta nhân sang quay về 28 trừ còn 1 với 1. Đúng không? Thì 11 không chia được 28 thì hạ 2 xuống. 92 18 62 12 52 là 10. Không được. 4 4 8 3 2 nhớ 3, 4 2 là 8 nhớ 3 11. 4 4 8 3 2 viết 2 nhớ 3. 4 2 là 8 nhớ 3 11. Thế là dư 0 thì chỗ này được thì sẽ viết thành là 3 9 2 bằng 28 nhân 14 cộng với 0. Cộng với số dư bằng 0 mà. Đó. 28 nhân 14 đây này, cộng với số dư. Rồi thì có nghĩa là mình điền ở đây là được 14. Điền đây được 14. Và đây là dư 0. Đó. Tôi chỉ làm con này bằng tay thôi, còn những kia bấm máy. Thứ nhất là bấm máy Casio. Thì bấm con thứ hai là 278. 78 alpha phân số đó, được chữ này 13 bằng được 21 dư 5 thì tôi điền đây là 21 được 21 dư là 5. Cái cột tiếp tôi làm bằng Vinacan xếp 6
một ba năm bảy, ba năm bảy xếp phẩy 21 đóng bằng được 17 dư 0, tôi điền 17 dư là 0. Đó. Thế còn để ý cái thì hai bên này nó bằng nhau thì bên này này số chia nhân với gì đây? Nhân với thương cộng với số dư thì bằng số ban đầu. Thì ở đây ta phải lấy số chia nhân với thương cộng với số dư ban đầu. Cho nên ở cái cột tiếp theo A sẽ bằng, tức là cái trên ô trống thì sẽ bằng 14 nhân với 25 cộng với 10 là làm ngược. Không? Lấy gì nhỉ? Số bị chia thì bằng thương, à số chia nhân thương cộng với lại số dư. Thì lấy 14 nhân 25 cộng với 10 bằng 360. Thế còn ở đây á thì vì nó dư không, vì nó dư không thì là hai cái này nhân nhau bằng 420 thì cái ô trống này sẽ bằng 420 chia cho 12. Đó, 420 chia cho 12 vì nó dư không. 420 chia cho 12 và được 35 điền vào đây. Bởi vì 12 bao nhiêu nhân 12 bằng 420? 35, lấy 420 chia 12 được 35. Và dư không thì mới thế, còn nếu dư 5 này thì làm khác. Thì ở đây họ cũng hỏi thôi, để sau này nó còn nhiều những bài chứng minh như các thể sau này sẽ gặp. Trong phép chia cho 2 thì số dư có thể bằng 0 hoặc 1. Số dư không bao giờ được bằng hoặc lớn hơn số chia. Như vậy chia cho 2 thì chỉ dư 0 và 1. Chia cho 3 thì dư 1 và 2, 0, 1, 2. Chia cho 4 thì chỉ dư là 0, 1, 2, 3. Chia cho 5 là 0, 1, 2, 3, 4. Không bao giờ số dư bằng hoặc lớn hơn số chia. Trong mỗi phép chia cho 3 thì dư là 0, 1, 2. Chia cho 4 thì là dư 0, 1, 2, 3. Chia cho 5 thì dư chỉ có thể là 0, 1, 2, 3, 4. Xong. Còn dạng tổng quát của số chia hết cho 2 là 2K. Dạng tổng quát số chia cho 2 dư 1 là 2K cộng 1. Hãy viết dạng tổng quát của chia hết cho 3. Chia hết cho 3 là 3K. Đó. 3K, K thuộc Z đấy. À, 3, à, K đây đang là K thuộc N. 3K với K thuộc N. Kỳ 2 thì mới học về Z. 3K với K thuộc N. Rồi chia cho 3 dư 1. Chia 3 dư 1 là 3K cộng thêm 1 với K thuộc N. K thuộc N các bạn tự viết đi nhé. Rồi chia cho 3 dư 2 là 3K cộng 2 với K thuộc N. Đó, là hết cái bài đó. Xong luyện tập. Ta sẽ đi xây cầu băng gỗ, cầu băng gỗ. Bây giờ thì ta sẽ làm ý A. Là tìm ích đấy. Tìm ích thì dùng quy tắc chuyển vế đổi dấu. Chứ còn bắt đầu từ đây học sinh lớp 6 bắt đầu phải làm đi. Cô dạy hay không dạy kệ cô. Bởi vì chúng ta dùng cái kiến thức của phép trừ lớp cấp 1 là không còn phù hợp nữa. Thì ta giữ nguyên cái, ta lấy dấu bằng làm chuẩn. Ta giữ nguyên cái x trừ 35 ở đây. Để nguyên nó đấy. Được chưa?
rồi dấu bằng. Bên này có số 0 vẫn nằm ở đây. Còn riêng cái ông âm 120 này này, dấu đằng trước là dấu của nó, B là phải B đi tất. Đang ở đây chạy sang bên này, chuyển vế đổi dấu thì thành âm thành dương 120, đang bên trái sang bên phải, gọi là chuyển vế đổi dấu. Tức là đang ở bên trái, bây giờ mình vứt nó sang bên phải, đang là dấu âm trở thành dấu dương, chuyển vế thì đổi dấu. Đó là lấy cái dấu bằng làm chuẩn có bên tay phải, bên tay trái. Thì nó mà cứ từ trái sang phải, từ phải sang trái, cứ chạy qua chạy lại đó là nó đổi dấu. Rồi nguyên tắc phá ngoặc này, nếu đằng trước dấu ngoặc không viết gì, đây này, không viết gì thì là dấu cộng, không viết gì tức là dấu cộng. Và phá ngoặc thì bên trong mọi thứ để nguyên, không có động chạm gì, x vẫn là x, trừ 35 vẫn là trừ 35, 0 cộng 120 bằng 120, bấm máy. Nếu mà thằng nào yếu thì bấm máy. Rồi tiếp tục lại quy tắc chuyển vế đổi dấu đây này, là cái chữ x ở bên trái dấu bằng cứ để nguyên đấy. Rồi đến dấu bằng, rồi đến 120 ở bên phải cứ để nguyên đấy. Riêng cái thằng tìm x là phải để số một bên, chữ một bên mà. Thằng âm 35 này đuổi từ bên trái sang bên phải thì chuyển vế đổi dấu thành cộng 35. Đó. Thì suy ra x bằng cộng 3 thôi, 5, 10, 0, 1, 2, 3, 5, 1 là 6, 1, 60. Đấy là làm bằng tay, bây giờ làm bằng máy này. Chip son thì cả Vinacan và Casio y xì nhau. Mở ngoặc alpha x trừ 35, đóng ngoặc trừ 120, alpha bằng đỏ đỏ 0, shift son bằng 155. Ủa? 35 120, thế mình làm sai à? À, viết sai, chỗ này 120 đi viết 125 thì 155 là đúng rồi. Thì cái chỗ đó, cái chỗ đó tôi đọc 120, tay tôi lại viết 125. Tức là 120 bên này vẫn để nguyên, chỉ có chuyển âm 35 từ trái sang phải thành dương 35. Đó, thì đôi khi mình không để ý mình làm tay ấy, thì mình có thể bị nhầm, bị sai. Thì mình dùng máy, mình kiểm tra lại, mình chỉnh bài của mình ngay. Chứ không có máy mình làm, mình đâu có biết đúng sai. Thậm chí ngay cả thầy cô làm sai suốt mà. Đấy, tôi vừa làm sai đó. Mà tôi cũng có nhận làm thầy đâu nhỉ. Cho nên sai thoải mái. Nhiều người cứ nghĩ là thầy cô là giỏi. Không đâu nhá. Các bạn mới là giỏi. Các bạn học sinh mới là giỏi. Chứ thầy cô mà giỏi hơn học sinh thì chết. Học sinh là 1.000 mà thầy cô là 1. Cho nên 2 đánh 1 không chột cũng khỏe. Mà thầy cô thì ở mức độ cao đẳng sư phạm hay là đại học sư phạm là những cái người mà bình thường, không tốt, không giỏi. À, nhưng mà nếu nói mà để mà thầy là giỏi nhất, còn trò không biết gì là sai. Thầy không biết gì, còn trò là biết tất cả. Trò nó Google, cái gì nó cũng biết. Nó cực giỏi, nó trẻ, nó có thanh xuân, cởi trẻ, nó có nhiệt huyết. Còn thầy là già nua rồi. Cho nên là mà thứ hai là nghề giáo thì kinh doanh lương nó không cao, cho nên mức độ đầu tư cho việc học rồi mọi vấn đề khác là kém, không thể mạnh được. Cho nên là thầy đừng có nghĩ thầy là giỏi nhất, ta chỉ dựa một phần vào thầy thôi, còn lại Google. IP là 124, như tôi là đại ngu đấy, không có giỏi ra gì đâu. Cộng với mở ngoặc 118. Anh em nó cứ gọi bằng thầy nhiều lúc ngượng chết này. Trừ đi x. Đóng bằng 27.
thì vẫn theo quy tắc chuyển vế đổi dấu. Dấu để chữ một bên, số một bên. Thì cái chỗ này á, cái ngoặc tròn ủng này này, ngoặc tròn ủng này là liên quan đến chữ x, cho nên để nguyên ở đây. Và dấu cũng phải để cả dấu của nó, dấu nó là đứng đằng trước nó, cho nên để nguyên dấu cộng. Mở ngoặc, cứ dấu đằng trước là của bọn của nó nhé. 118 trừ đi x, cái này liên quan đến chữ để nguyên ở đây, bằng 217. Thế còn cái số 124 này dấu của nó ở đâu? Đằng trước nó, đằng trước nó không biết gì, tức là dấu cộng. Dấu đấy mới là dấu của nó. Còn cái dấu đằng sau kia, không phải, cái dấu đằng sau này không phải của nó nha. Cái dấu cộng này là của cái đằng. Như vậy dấu là phải tính ở đằng trước nó, không được tính đằng sau nó nha. Thì chuyển vế thì đổi dấu đang cộng thành trừ 124. Nếu có một dấu ngoặc khép kín như này mà đằng trước có một dấu cộng thì xóa cái ngoặc này đi, bên trong vẫn mọi thứ vẫn để im re giống hệt như thế. Trừ đi x, trừ đi x bằng trừ đi 27, 7 trừ 4 còn 3, 11 trừ đi 2 còn 9, 2 trừ 1, 2 trừ 2 hết 93. Thì bây giờ lại theo quy tắc để số một bên, để chữ một bên nhé. Ví dụ nếu muốn để chữ x ở đấy thì cái dấu là phải lấy cái dấu đằng trước nó. Đấy. Cho nên dấu trừ này là của ông x, để nguyên đấy, trừ x bằng 93 để nguyên này. Vậy thì dấu của 118 nằm ở đâu? Nằm ở đằng trước nó, không biết gì, tức là dấu cộng. Bây giờ chuyển nó sang bên kia thì thành dấu trừ. 118. Nếu mà để như này thì bọn học sinh tiểu học mới lên mà chưa học xuống nguyên không trừ được, vì nhỏ không trừ được lớn thì lại phải làm khác đi, không theo hướng này được, không chuyển như này thì lại có một kiểu chuyển khác nha. Tôi không dùng tính chất của bất cứ phép gì nữa, cứ chuyển vế đổi dấu bắt đầu áp dụng từ bây giờ, kệ các thầy cô nha. Thì tôi lại để như này, để 118 ở đấy, 118 ở bên trái, tôi đuổi cái ông 93 này sang. Thì ông 93 này không biết gì đằng trước, tức là dấu cộng, sang bên đấy lại trở thành dấu trừ. Bằng, tôi đuổi cái ông trừ x này từ bên trái sang bên phải, lại thành chuyển vế đổi dấu thành cộng x. Cộng không cần viết nữa, thì bằng x. Đó, bây giờ thì lại trừ được. Thì 118 trừ đi 9, 18 trừ 9 còn 9, 11, 18 trừ 9 nhớ, 1 trừ 1 còn 10, 109 bằng x, 109 bằng x, tức là x bằng 109 đấy. Bắt đầu phải chơi từ đây thôi, chứ còn cứ loanh quanh áp dụng tính chất của phép cộng, áp dụng tính chất của phép trừ là tương đối đau đầu nhá. Tất nhiên nhiều anh em giỏi về tìm x, mà tôi khuyên bắt đầu tập cái đó, rồi ta làm bằng máy. Thì vì lớp 6 rồi cho nên triển khai cái chuyển vế đổi dấu, hình như là kỳ 2 mới học hay là cuối cuối kỳ 1 gì đấy, thì triển khai sớm đi. Rồi sao ta, thì các bạn cứ trình bày như này, cô giáo không, các bạn không giải thích gì cả, không nói gì cả thì vẫn đúng tuyệt đối, và cô giáo cũng chẳng biết các bạn chuyển vế đổi dấu đâu. Các bạn vẫn nghĩ là dùng, cô giáo vẫn nghĩ các bạn dùng phép nhân, phép chia, cứ lặng lẽ mà làm, cô chả nói gì đâu. Bây giờ là kiểm tra bằng máy, đâu nhỉ cái con đấy đâu. 124. Đây rồi. 124 cộng mở ngoặc 118 trừ alpha x đóng alpha bằng 27. Shift son bằng x bằng 25. Mình vừa tìm được x bằng bao nhiêu? X bằng mình vừa tìm x bằng 109 à?
Trời, sao mình làm gì mà ngu vậy? 27. Ôi trời ơi, mình viết sai đầu bài. Ở đây là 124, mình viết 124 đấy mà. Sai ở đâu ta? Một hai tư 27 trừ 124, 7 trừ 4 còn 3, 11 trừ 2 còn 9, 93 đúng rồi. Chuyển x xem này, chuyển 93 quay trở về. Ôi giời ơi, 93 tôi viết thành 9, trời ơi. 118 trừ đi 93, 8 trừ 3 còn 5. Mười một trừ chín còn hai, 25 x bằng 25. Đó, sai nhiều quá. Cứ đọc một đằng viết một nẻo. Tại vì là vừa nói vừa viết, đâm ra là mồm loa mép giải nó quên bố nó hết rồi. Sang đến ý C. Đó thì chúng ta có cái máy kiểm tra sai đâu thì sửa đó. 156 trừ đi cả cái ngoặc là x cộng với 61. Chúng ta tưởng tượng là cứ cái ngoặc thì chỉ tương đương với một số hạng thôi nhá. Quanh kín nó vào thì nó coi như là một cục tương đương với một số hạng bằng 82. Sử dụng tính chất của phép trừ ấy thì cô giáo sẽ giảng là 156 là số bị trừ. X trừ cộng 61 này, cả cục này là số trừ. 156 số bị trừ, đây là số trừ và 82 là hiệu. Muốn tìm số bị trừ, à xin lỗi, muốn tìm số trừ thì ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Còn những thằng tư duy còi còi á thì nó lấy 9 trừ đi 3 bằng 6. Và ở cái vị trí này, cái số 3 này thì giống cái ngoặc cái tròn tròn kia thì nó bằng 9 trừ đi 6. Được chưa? 9 trừ đi 6. Thế còn tôi á thì tôi không theo hướng đấy nữa. Hướng đấy nữa mà tôi theo hướng chuyển vế, đổi dấu dần, học làm quen dần đi. Chứ mấy cái đó thì nó chỉ áp dụng được hai số hạng thôi. Nó mà cho thêm vài thằng nữa là ngất ngây con gà tây đó. Ví dụ nó cho là 2x đúng không? Cộng 5y trừ đi 3 bằng 7. Thì thôi các bố biết chỗ nào là số bị trừ, chỗ nào là số trừ, chỗ nào là hiệu. Ở đấy mà nói phép. Cho nên là thôi, giải quyết ngay vụ này đi. Chuyển vế đổi dấu ngay, tập dần đi. Thì dấu là nó ở đâu? 156 này thì đằng dấu phải đứng đằng trước nó là dấu dương. Cho nên suy ra, để chữ một bên số một bên nhé. 156 này vẫn để ở bên trái. Còn 82 này đứng trước nó không viết gì, tức là dấu dương, chuyển từ bên trái này sang bên phải, chuyển vế phải đổi dấu, cho nên thành trừ 82 bằng. Thằng này có dấu trừ, cứ đâu có dấu trừ chuyển đi để cho nó dương. Đâu thì cả cái cục này dấu đằng trước là dấu trừ, là dấu trước là của nó, chuyển sang bên này thì nó vẫn là cái cục đấy nhưng mà mất cái dấu trừ thành dấu cộng. X cộng với 61. Cứ chuyển vế thì đổi dấu, trừ thành cộng, cộng thành trừ. Rồi, thế bây giờ trừ đi, 6 trừ 2 còn 4, 15 trừ 8 còn 7, bằng. Nếu một cái ngoặc mà đằng trước không viết gì, tức là dấu dương á, thì xóa cái ngoặc cái đi, chả để làm gì, ngoặc đấy xóa. X cộng với 61. Xong bây giờ lại để số một bên, để chữ một bên. Thì 74 vẫn để đây. Thằng x này không biết, không biết gì, tức là dấu đằng trước nó là cộng x ấy. Còn cái thằng 61 này dấu trước là dấu cộng. Chuyển thằng 61 sang bên kia thành trừ 61. Rồi bằng x. 74 trừ đi 61. 4 trừ 1 bằng 3. 7 trừ 6 bằng 1. 13 bằng x.
thì mình viết ngược lại là x bằng 13 là hết. 13 bằng x thì x bằng 13. Rồi dùng máy. Một năm sáu trừ mở alpha x cộng 61 đóng alpha bằng 82 shift son bằng 13 đó. Thì lần này làm đúng rồi, hút chết ta. Rồi 48. Thì cái quá trình học và làm bài tập thì học sinh hay bị như thế này. Chúng ta không học trước chương trình này. Chúng ta không phải chờ cô giao bài mới làm này. Xin lỗi đi. Không có đâu. Chúng ta học hết lớp 6 tự chúng ta học lớp 7 luôn. Chúng ta học lớp 7 tự chúng ta học lớp 8 tự lớp 9 lớp 10. Chả có thầy nào cô nào quy định rằng em phải đọc quyển sách này và không được đọc quyển sách kia. Không có nha. Ở lớp thì phải theo quy định của cô. Ví dụ trong 45 phút thì cô giáo nói trong giờ hôm nay chúng ta chỉ được học toán thì các bạn không có cửa học văn được. Và trong giờ hôm nay các bạn phải học cái xoắn 3 này thì các bạn đừng có liên quan đến xoắn 2. Nhưng còn về nhà thì muốn làm cái trò gì thì làm nhé. Không có ai cấm. Chứ nhiều con tôi mà nhiều phụ huynh bảo hỏi con học chứ con, cô giao 3 bài con làm hết 3 bài rồi. Con tôi không có khái niệm bài đâu nha. Học từ mấy giờ đến mấy giờ, ngồi đó làm gì, hôm nay làm gì, con định làm gì, làm toán à, làm đi con, làm hết cái quyển lớp 6 rồi sang lớp 7 nhé. Cứ nhởn nha mà làm, bài nào không hiểu thì hỏi. Hỏi thì bố giảng cho. Và ví dụ như vậy, học sinh của tôi cũng vậy. Học sinh lớp 6 hỏi, làm hết quyển lớp 6 đi em. Hết sách giáo khoa chưa? Hết rồi ạ. Sang sách bài tập đi. Ừ. Hết sách bài tập rồi, sang sách nâng cao phát triển đi. Ừ. Hết lớp 6 rồi sang lớp 7 đi. Ừ. Đó, bài nào không hiểu. Rồi, hỏi Google. Bài nào không hiểu thì Google. Google không hiểu à? Không hiểu nữa. Thì tao cho từ khóa Google tiếp. Google tiếp không hiểu thì tao mới giảng. Đó. Nguyên tắc thế, rất nhẹ nhàng. Còn học đi, học đi. Nhưng mà con không biết giải bài. Đưa sao nào? Ờ, tao cũng không biết. Thôi. Thôi mày học đi. Đấy, thôi mày học đi. Nhưng mà con không biết. Bố có biết không? Bố không biết. Mẹ biết không? Mẹ không biết. Thế làm nào rồi? Google. Ê, mày vớ vẩn. Lại lên mạng chơi điện tử gì. Đó. Thì Google thì bị khóa rồi. Vì máy tính với lại điện thoại là bố mẹ sợ con chơi điện tử thì không Google. Thế còn nếu người biết họ Google đấy. Họ ngồi đấy họ nhìn Google sang trang khác họ đập chết. Thì Google lục tung hết lên. Thì xong. Đó. Thì các phụ huynh phải đi học trước. Rồi con mới về dạy con được. Nhưng hầu hết là con dốt là tại bố mẹ. Chứ không có liên quan gì đến đứa con nữa. Thế còn cái tính nhẩm cái vụ 35-98 bên trên nó làm thế nào? Ở đây thì 98 cộng 2 là 100 thì nó lấy 2 đó từ 35. Ôi chứ nó làm như bên trên là mấy quái gì? Có nghĩa là nó làm như này. 35 cộng với 98, tôi không làm theo mẫu đâu. Tôi giảng cho các bạn hiểu này. Cái mẫu này nó mẫu bản chất như này, 98 cộng với 2 bằng 1 gì? 100 thì lấy 98. Cứ cộng với 2 đi. 2 này ở đâu ra? 2 này ở đâu ra? 2 này là lấy ở 35 á, không cộng 35 vội mà cộng 2 rồi cộng 33. 2 33 vẫn là 35 đúng không? Cho nên tôi không cộng thẳng 35 cộng với 2 trước thì 98 cộng 2 100, 100 cộng 33 bằng 133. Rồi 29 với 46 tùy mình thôi. Ví dụ 46 mình cộng 4 trước. 46 mình cộng 4 trước. Để cho nó bằng 50 đã. Rồi cộng với. Thì 29 thì lấy 4 rồi. Còn 25 cộng với 25. Tức là tách 29 thành 4 cộng 25. Thì 46 cộng với 4
là bằng 50, 50 cộng 25 là 75 thì nó nhanh, mới gọi là tính nhẩm. Chứ làm trừ trừ cộng cộng như nó như kia, học sinh còn hoa hết cả mắt, chả dại. Trên cái chỗ mẫu đấy tôi cũng chưa ưa lắm. Rồi 49 là tính nhẩm. Tính nhẩm thì 135 trừ đi 98 thì như nào? Thì như này. Nó làm như sau. 135 trừ đi 98 thì trừ luôn đi 100. Trừ luôn đi 100. Ủa? Tức là từ từ. Tức là tự nhiên đó, mình thấy 98 là thêm 2 nữa là được 100 đúng không? Thì lấy 135. Mình thêm 2 vào. Rồi 98 nó cũng được gì nhỉ? Thêm 2 vào. Mỗi thằng thêm 2. Tao thêm 2, mạnh thêm 2. 98 mạnh thêm 2. Cho mày. Thì là thành 137. Trừ đi 100. Thì còn 37. Có nguyên tắc trừ này nhá. Nếu mà 98 gần tròn 100, cho mày tròn 100. Mày thêm bao nhiêu thì tao thêm bao nhiêu bằng phép cộng. Thì 98 cộng 2 thì 135 cũng cộng 2, cộng vào cả hai bên. Đó. Thế bây giờ như thằng 321 này trừ 96. 96 là thêm 4 nữa là được tròn 100 đúng không? Thế thì 321 tao cũng thêm 4. Được chưa? Tao cũng thêm 4. Rồi trừ đi, cho mày cũng thêm gì? Thêm 4. Cho mày tròn 100. Được chưa? Bằng 321 cộng 4 là 325, 325 trừ 100 thì còn 225. Đấy là cái mẹo tính nhẩm cho nó nhanh. Mấy bà đi chợ họ tính giỏi lắm. Họ còn các thể loại nhẩm, chứ còn cái thứ nhẩm này đối với các bà tép. Cho nên là đi học còn lâu mới ăn được cái đội ngoài chợ về môn toán. Nó tính giỏi lắm. Thế còn là chúng ta cứ toán ở trường không ứng dụng, chỉ nói phét thôi. Ra ngoài tính sai bé bét cả. Cái chỗ này chúng ta thấy 997 thêm 3 là tròn nghìn. Thì mỗi bên thêm 3. Thì 1354 thành thêm 3 là thành 1357 luôn đi. 1357 trừ nghìn. Đấy, mỗi bên thêm 3 mà. Thì thành 357 xong. Máy tính bỏ túi, không cần dạy. Điền vào ô thích hợp mấy cái bài này chả giải quyết được cái gì. Sao cho các tổng các thứ nó bằng nhau gì. Thì đây có cái đường chéo này. Mấy cái bài đố đố vớ vẩn này. Tưởng là phát triển tư duy mà cũng chán thua đâu các bạn. Đây cần nhất là học sinh thì tư duy rất giỏi. Mà tôi dính cái đòn là học sinh lười này. Chứ không phải tư duy. Nó lười nó không làm. Mày rèn được tính lười cơ. 6 cộng 5 bằng 11. Thì cái đường này bằng 11. Tại vì nó... À đâu, không phải chứ nhỉ. Sai. Sorry. Đây, có cái đường đầy đủ đây rồi. Ngu quá. Cái đường này đầy đủ rồi. Thì nó là 8 cộng 2, 10, 10 cộng 5, 15. Như vậy là tất cả các đường đều bằng 15 hết. Thì cái đường này là 6 cộng 5, 11. Thì chỗ này phải 4. Xong cứ thế mà nhẩm. 4 cộng 2 bằng 6 thì cái chỗ này bằng 15 thì chỗ này phải 9. Rồi 4 cộng 8 12 thì chỗ này phải là 3. Rồi 8 cộng 6 14 thì chỗ này phải 1. 6 cộng 2 bằng 8 chỗ này phải 7. Đó, kiểu làm như thế. Đó. Mấy cái bài này chết ở học sinh không phải là không biết tư duy. Các môn toán này chỉ rèn các tư duy thôi. Nhưng mà bây giờ môn gì chữa được bệnh lười? Đó, môn gì chữa được khai não? Thì dạy đức khó hơn dạy tài. Tức là không có đức, không có đạo đức. Đó, nói như thế nhiều bạn ghét lắm. Bảo sao ông này nói vớ nói vẩn. Học sinh mà không có đạo đức, năm nào chả đi học chả đạo đức tốt. Không có đâu. Vì nếu học sinh mà có đạo đức, dạy được đạo đức thì nó sẽ hiểu là nó ăn cơm của bố mẹ, mặc quần áo của bố mẹ. Thì nó đã không đi làm được giúp bố mẹ rồi.
thì nó phải biết học hoặc nó làm việc nhà. Cho nên cái đứa mà nó có đạo đức, nó nghe thấy, nó sẽ lao vào nó làm tất cả bài tập bằng tất cả cái niềm tin của nó. Và nó có đạo đức thì nó tôn trọng thầy cô của nó, cho nên nó phải làm bài tập. Nó có đạo đức thì nó là một con người, nó không phải là một con vật, cho nên nó không thể sống ngày nọ qua ngày kia mà không có cái vị gì cả. Nó phải có giải huyện, giải tỉnh, nó phải phấn đấu, vươn lên. Thì đấy, là cái phần dạy đức khó, chứ phần dạy tài, khi nó máu lên rồi, một khi đã máu, đừng hỏi bố cháu là ai. Bài nào nó cũng làm được hết. Nó chấp cả các thầy cô giỏi nhất cả tỉnh luôn, chứ không phải cả trường đâu. Vấn đề là bao giờ nó có đạo đức? Thì câu trả lời là, như tôi là sau 35 năm sau, à đâu, 20... Tôi là khoảng 20 năm sau khi ra trường mới bắt đầu học, trở thành một học sinh đúng nghĩa, mới bắt đầu đi học. Còn trước kia là tôi chả học hành gì, vô đạo đức. Đó. Thì đến bây giờ đi làm để trả lại thì vẫn chưa đủ đạo đức, bởi vì đi làm thì bây giờ mới làm thì cũng luôn luôn là chưa có đạo đức. Đấy, cho nên đạo đức là bạn làm được cái gì. Sau 20 năm thì mới học, mà học bây giờ thì ngồi học thì không có tiền để nuôi vợ nuôi con, cũng lại vô đạo đức. Các bạn thấy không? Cho nên là bây giờ vừa làm, vừa để trả cái đạo đức ngày xưa, vừa là kiếm tiền với vợ với con. Thì một năm mà không kiếm được 10 tỷ, 20 tỷ thì cũng lại không có đạo đức. Đó. Cái tài năng trời phú rất là nhiều, mà tại sao? Nhiều người giật mình, úi ui, làm tỷ, 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 tỷ làm được đấy. À, chẳng qua không có đạo đức thôi, có đạo đức làm được. Đó. Phải làm những điều mà mình không muốn làm, không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật nha. Thầy bảo hát bài, học sinh không dám hát. Thế mà đòi đi học môn hát nhạc từ lớp 2 đến lớp 12, hỏi hát mỗi Vụt Con Vịt với lại bài Quốc Ca. Đấy là rẽ nhánh một chút. Thế còn là anh em thì cứ tiếp tục chiến đấu. Tính nhẩm 14 x 50. 14 x 50 thì lấy 50 x 2 bằng 100. 14 tách 2 x 7. 50 x 2 bằng 100. 100 x 7 bằng 700. Thì tôi nói mồm luôn đấy. Còn 16, ủa sao có 16 chia 25 vậy, hay nhân đây? Tính nhầm bằng cách nhân thừa số này chia thừa số kia cho cùng một một số thích hợp. 16 chia 25 có không ta? 14 nhân 50 thì ok rồi. 16 chia 25 thì nhẩm mấy quái gì? Chẳng nhẽ lại nhân tất 14. Chỗ này khi là phép nhân ấy, tôi được chắc là 16 nhân 25. Thì 25 nhân 4 bằng 100. 100 nhân 4 bằng 400. Tôi đoán thế bởi vì chỗ này nó có hai cái chấm chấm. Chứ bài này chắc không phải... không. Cái IA này không phải phép chia đâu. 16 chia 5 cho vào đây chả có ý nghĩa gì cả. Rồi IB đi. Chỗ này cho là phép nhân nhé. Còn nếu 16 chia 25 thì chả có gì để mà tính nhầm cả. Chả có gì để mà tính nhầm cả. Vì đây là phân số tối giản nên nhầm cái quái gì. Còn 16 mà nhân 25 thì lấy 16 nhân... lấy 25 nhân 4 trước bằng 100. Xong rồi nhân tiếp với 4, vì 16 là 4 x 4. Rồi chia 2100 chia 50. Tính nhầm bằng cách nhân cả số bị chia. Thì 50 x 2 bằng tròn 100. Thì mình nhân cả hai thằng với 2 đi. 2100 x 2 là 4200. Thay vì là mình... tức là phép chia thì nó là phân số là cái quái đâu. 2100 này. Phần chứ có gì đâu mà. Phần 50 đúng không? Không thích chia cho 50 thì đẩy cả tử mẫu với 2. Thì tử nhân 2 được 4200. Chia 100. Nhân cả tử mẫu 2 mà. 50 nhân 2 100. Thì 100 với 100 này hết này thì còn 42. Thế thì 1400 chia 25 thì cũng chính là 1400. Phần 25. Mà 25 nhân với 4 là tròn 100. Cho nên nhân cả tử và mẫu với 4. 14 x 4 thì 4, 16, 6 x 1,
56, 5600 chia 100 thì bằng 56. 600 phần 100 thì bằng 56. Đó. Là hết. Cái bài 52. À đấy, còn cái IC nữa. IC. Tính nhẩm bằng cách tách tách ra thế này. Tức là 132 chia cho 12 thì tách thành cái quái gì? Thành A cộng B rồi tách thành như này á. Thì A cộng B chia C à? Thì bằng 100. 100 thì chia làm sao được 12? Tách thành bao nhiêu? 100. 132 trừ đi 12. Ui giời, trời, lấy máy bấm cho nhanh. Nguyên cái trò nghĩ này hết bố nó ngày này. 132 trừ đi 12. 0, 3 trừ 1 còn 2. Thành 120. Thế này có nghĩa là tách 132 thành 120. Cộng với 12. Đóng mở ngoặc nhân lại chia cho 12 thì ta có 120 chia 12 được 10 cộng với 12 chia 12 được 1, vậy là bằng 11. Đấy, tính nhầm thế. Còn 96 chia cho 8 thì chia thẳng đã xong cha nó rồi, mới tách 96 thành cái gì. 96 trừ đi 8 thì còn 88 cộng với 8 chia cho 8. Ôi giời, thì 88 chia cho 8 thì được 11. 8 chia 8 được 1 nữa thì được 12. Kết quả 12. Bao nhiêu? Ôi, hơn 1 tiếng rồi cả. Thế thôi, nghỉ cái video này đây đã nha.